Long ơi. Trốn rồi. Mua mấy cái? À cái hả? Có rồi, con Long kia nó bỏ quên rồi kìa. Hả? À. Thôi kệ bắt thằng này đi. Rồi ba. Rồi. Long ơi, kiến rồi Long ơi. Một ghế thôi. Có gọi rồi. Gọi cho ba con kêu lên khách sạn lấy mắt kính giùm con ơi. Mắt kính hả? Rồi rồi, có mắt kính đây, có mắt kính, khỏi lấy. Lấy kính này.